Vào sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phiên họp mở rộng thảo luận tình hình kinh tế xã hội 2012, nhiệm vụ năm 2013 và thông qua chương trình hành động của Thành ủy thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Theo nhận định của Ủy ban nhân dân thành phố, năm 2012, tổng sản phẩm nội địa của thành phố có thể đạt mức tăng trưởng 9,2%. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với năm trước gần 1%, nhưng vẫn duy trì được mức tăng gấp 1,77 lần so với cả nước. Năm 2013, thành phố dự kiến đạt mức tăng trưởng từ 9,5% cho đến 10%. Thu nhập bình quân đầu người đạt mức tương đương 4.000 đô la Mỹ. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá nhằm đảm bảo kinh tế thành phố phát triển bền vững, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố đến năm 2015.